Hello, xin chào tất cả quý khách đã quay lại với cửa hàng mắt kính tái quang. Thì hôm nay bên em mới về hai cái gọng của Nikon Ruron Titan đây. Đó là không có chì ha, Nikon Phi. Đó, mã số là 3291. Đó, thì một cái gọng màu đen với một gọng màu vàng. Thì Liêm chỉ tuyển được có hai cái gọng này thôi trong cái lô gọng ha. Tại vì những cái kính mà bên Liêm tuyển về khi mà tới tay khách hàng á là lã nó sẽ rất là tốt cả về tính năng và chất lượng ha. Thì mọi thứ hoàn hảo thì Liêm mới lấy về để kinh doanh và đưa cho khách hàng sử dụng. Dáng rất là chuẩn đẹp đúng không? Mọi thứ được rất là tinh tế nè, thấy không, mọi người thấy không? Rất là đẹp. Nó đi quay cận cảnh luôn để cho mọi người thấy được cái gọng nó đẹp như thế nào. Nó rất là dẻo nha, này là dẻo nè. Mọi người thấy độ dẻo của cái gọng kính chưa? Rất là nhẹ. Thì đó, mọi người thấy không? Dẻo 90 độ luôn, thậm chí 180. Nè. 18, mọi người thấy không? Cái độ dẻo của cái gọng kính nó như thế nào? Cái Nikon nè, Ruron Titan nè, rất là đẹp nha. Khi mình đeo trên khuôn mặt, đó. Cái này gọng của văn phòng nè, rất là bền luôn. Mọi người thấy không? Nikon, ve mũi nó đi theo cái gọng kính, rất là đẹp. Để mọi người thấy được thì còn cái cây này cây màu vàng ha. Đó, một cái đen và một cái vàng. Cái vàng nó cũng vậy. Để cho mọi người coi về cái ánh vàng mà. Cái vàng rất là đẹp. Rất là sang trọng luôn. Vàng mờ nó không quá chói. Vàng chấm banh này. Ta gọi là vàng chấm banh này. Rất là đẹp luôn. Những cái cây kính như vậy rất là dẻo và rất là nhẹ khi đeo trên khuôn mặt. Mọi người cứ sử dụng một lần thì mọi người sẽ cảm thấy rất là ok. Thấy chưa? Rất là đẹp. Ha. Trước và mặt sau. Đúng là những cái kính của người Nhật. Triết lý thiết kế của người Nhật thì nó có sự một đơn giản mà sang trọng. Rồi, giờ Liêm làm xong cái clip này. Giờ Liêm xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách nha.